Xin chào buổi sáng mọi người. Phía trước mặt ta là cây mai giáo Tân Châu á. Giáo Tân Châu nè, nó bầu bầu nè ha. Cái nét duyên riêng của nó. Cái hoa này nếu mà đủ sức thì to hơn hoa mai giáo Thủ Đức ha. Rất là đẹp luôn á, màu vàng đậm. Nó bầu bầu quá. Chắc sáng sớm nở ra nó mới hình bầu dũng parabol đẹp lắm. Mà trong khi nở cái tến khi tàn á, nó cũng bầu bầu chứ không có bẹt ra. Cái nét duyên này. Cái cây này thì đặt tên là giảo Tân Châu á, nó có nguồn gốc từ huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. An Giang thì nó có hai giống, một giống là giống cúc Tân Châu và giống thứ hai giống giảo Tân Châu á. Giống cúc Tân Châu thì đem giữ từ những năm 1980 á, 80 thì theo lời kể của chú Sinh ở Bình Định á, được người Bình Định đem về mà Bình Định nhân giống ra, trồng hộp và nó lai ra ha. Lai ra được những cái giống cúc Bình Định hiện tại nè. Theo lời kể của chú á. Cách đây khoảng 3-40 năm về trước rồi. 40 năm về trước đây là giảo, giống giảo Tân Châu nè. Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang. An Giang thì là một cái nôi của mai vàng. Giảo Thủ Đức thì cũng xuất phát từ tỉnh An Giang. Theo lời kể của nhiều người, cách 3-40 năm về trước. Cái cây mai giảo Thủ Đức đầu tiên là nó cái cây mai là cái cây mai nó bị trời đánh á. Nó có nhánh nó đã bông hoa quá đẹp đi. Người ta mới lấy cái nhánh đó người ta ghép, người ta nhân giống ra. Giống được trồng ở Thủ Đức ha. Mới xuyên cái giống giảo Thủ Đức hiện tại. Giống này rất là đẹp mà, giảo Tân Châu á. Nút nụ nó bự bự không à. Cái này bông này nó dở, cái là nó bông được có ngày một nó tàn mất rồi. Nó kiểu giống như mai rừng vậy ha. Sáng nở chiều tàn á. Này nếu chúng ta có xử lý thuốc chống rụng cánh hoa thì có thể tươi đến cả tuần luôn ha. Cái phơm này rất là đẹp ha. Phơm nó dũm dũm rất là đẹp. Dũm hình parabol rất là đẹp ha. Này lá bự bự không à. Lá bành 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 không à. Này gần giống như giảo gai ha. Gần giống như giảo gai. Hoa bự luôn à. Cái phơm hoa nhìn thấy nó sáng đẹp lắm ha. Nó dũm mà. Người ta còn có tên gọi khác là người ta kia là giảo bầu á. Giảo bầu. Nó bầu bầu tròn tròn á, ta kêu là gì? Giảo bầu. Rất là thơm luôn á. Giảo Tân Châu á. Châu thì nụ nó ra bự bự không à, nhìn thấy mê ly lắm. Lúc mà nhú ra nè, nó tròn nó ẩm ẩm như thế này nè. Nhìn đã lắm, nó tròn tròn ẩm ẩm như thế này nè. Rất là thơm luôn á. Nói chung là mai nào nó có nhị là nó thơm à. Cái này thì đầu tiên nó làm biết cây mai nguyên thủy nó làm sao nữa ha, mà nó ra cái bông này thì người ta thấy đẹp á, người ta mới nhân dạng mang nhân rộng ra. Cái này bông rất là đẹp á, cái đây khoảng thời gian khoảng 10-20 năm về trước á, người ta ghép cái này nhiều lắm. Tại vì hoa nụ nó nhiều á, nhưng mà nó dở cái là hoa nó nhanh tàn. Sức sống cái này rất là mạnh á, lá bành bành không à, nó bị dở cái là nó nhanh tàn nên người ta cũng không có ghép nhiều. Đi chợ bán không được á, cái nào mà nhanh tàn. Mình những năm trước người ta đâu có xử lý thuốc men gì đâu, đâu có thuốc gì chống rụng cánh hoa gì đâu ha. Sáng nở chiều tàn nên khó bán lắm. Bây giờ người ta có cái thuốc chống rụng cánh hoa rồi ha, để người ta có thể xử lý cho nó từ lâu hơn. Ngay cả cây mai rừng á, cây mai rừng mình hay qua chăm người phía bên kia nhà của mình á, nó nở là thay vì sáng nở chiều tàn mình xịt thuốc đó, nó nở một tuần á chưa có tàn nữa. Nhìn nguyên cây vàng rực à. Có thuốc xử lý thì chúng ta chơi những cái giống này thích hợp à. Đây cái búp này nè, nó ra lúc mà nó mới cái cây nó mới nhú ra nó đều như thế này hết à, nhìn nó đã dữ lắm. Cách đây khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ trước á, là ra nguyên cây này nè, mấy cái bông này nè nó chưa có xòe ra ha, nó búp búp thế nè, nhìn nó đã dữ lắm đã. Búp búp thế này không à, giờ là tám mấy sáng à. Nguyên cây nhìn nó búp búp thế này không, giống như vậy như phú quý vậy ha.
Phú quý thì nó búp như thế này không, còn thằng này thì nó xòe ra, nó xòe ra nhưng mà nó vẫn có dụng hình parabol á, chứ không có xòe tàn quạt. Cũng cái rất là hay à. Nhưng mỗi hoa mỗi nét, không có nói chung họ nói thằng nào mà đẹp nhất cũng không biết được á. Giống như kiểu năm 2020 vừa rồi á, cái cây mai đặt giá đặc biệt á, nó là cây mai năm cánh á. Đấy, năm nay là cây mai năm cánh, là nói chung nếu mà người ta nói là cây mai năm cánh nó đẹp nhất à, tại vì nó đặc biệt thôi á. Đặc biệt là cây đó nó bông quá tri bông nè, bông từ dưới gốc bông tới ngọn mà nó liền lạc hết trơn à. Còn cây nào đẹp nhất á, cây nào đẹp nhất thì đó với tùy vào mỗi người thôi ha. Giống như kiểu ở lần ở trước nhà chúng ta, cái nhà ông bà người ta có cây mai năm cánh là còn nhỏ, nhớ là nhớ nhớ đó. Nguyên cả gia đình xúm xít lại cái cây đó, chụp hình mấy tấm hình xưa đâu ha, thì quay quần qua cây đó, thì cây đó là cái cây đẹp nhất ha, đẹp nhất trong cái tuổi thơ của chúng ta. Rồi sau này lớn lên làm ăn ta có dư giả chút xíu á, chúng ta mua được cây mai Thủ Đức hay gì đó à, thì trưng ở trong nhà mỗi Tết á, thì nó là cây mai đẹp nhất của chúng ta ha. Còn hoa nào đẹp nhất thì tùy tâm trạng mỗi người á. Ừ, chúng ta ngắm hoa mà chúng ta vui thì cây nó là nó đẹp rồi, ngắm hoa mà nó thư giãn á, thư giãn mang lại niềm vui, vui thì chúng ta sống khỏe hơn, sống tốt hơn á, thì cái đó là cây đẹp nhất rồi. Và đủ loại ra nha. À, quan trọng là ngắm mà nó vui là đạt được một mục đích rồi. À, đích trồng mai thì nó chỉ có vậy thôi ha. Này, mai là mai Dảo Tân Châu à. Ừ, nhìn thấy mê chưa, rất là thơm à. Mỗi hoa mỗi nét á. Nãy này nó búp ít nè, giờ nó búp nhiều ra rồi nè. Đó, như đây nữa nè, mới cái sọt này ha, nếu mà này mình tua nhanh mình thấy cái hoa nó nở ra luôn á, mới búp búp nè, quay lại một cái mới có 5 phút chứ gì, quay lại một cái nó xòe ra luôn nè. Đó, búp tròn nhìn rất là dễ thương á. Gần như là cả chục năm nay rồi, chục năm nay không thấy được cái mặt hoa của Dảo Tân Châu á, tại vì những mấy năm chợ Tết này người ta không có làm nữa. Giống này coi như là mấy những cái người mà chơi ma mà giữ lại bảo tồn giống thì mới còn thôi ha, chứ mà mấy người mà làm kinh tế là người ta bỏ giống này hết à. Ừ, bỏ hết, không ai làm lại giống này hết trơn nên nó mất giống luôn à. Ở vườn mình thì còn giữ lại cái giống này một ít nè. Ừ, đi sưu tập mỗi thứ ít ít nè, giống Dảo Tân Châu ha. Dảo Tân Châu đây còn được kìa, mình lấy được mấy 20 cây á, cũng bán cho anh em mà cũng còn giữ lại một số để nhân giống mà. Dảo Tân Châu là Dảo Phú Quý nè. Ừ, mấy cái giống mà kiểu hồi xưa xưa ha. À, rất là thơm luôn á. Ừ, kiểu mai nào nó cũng thơm á, nào nó có nhị là nó thơm à, kiểu mày thơm mày hương gì không biết. Mà mai nó lâu tàn á, cái thằng nhị bên trong nó lâu tàn thì nó thơm lâu thôi ha, còn cái nào nó có nhị là nó thơm à. Đây, thằng này là mới đây mà nó bung ra luôn rồi, thấy chưa, đã chưa, Dảo Tân Châu á. Mê ly à. Dảo Tân Châu đã chưa, này cái hoa này có cái nét riêng á, mà những loại mai khác không có à. Cái lúc mà anh em thức dậy khoảng 7 giờ sáng, 5 7 giờ sáng á, nguyên một cái cây á, cái búp này nè, nó nhú ra ha, nó búp búp giống như kiểu hay giống như cây kiểu cái này hồi nãy nè, nó búp đều hết trơn á, nhìn nó đã dữ lắm. Cái chừng tiếng đồng hồ sau cái nó bẹt ra giống vậy, nó bẹt cỡ vậy là hết rồi ha, chứ nó không còn một bẹt bẹt nữa. À, lúc sáng sớm nhìn cây nhìn như là nó giống như cây búp, như búp sen vậy đó, nhìn thấy nó tinh khôi, nó đã hay sao á, nhìn cái hoa nó chuẩn bị nở đó, nó đã hay sao á.
Và khi nó nở nguyên cây thì nó cũng vàng rực như thế này nè. Giống dạo Tân Châu à. Nó giống hình parabol thì nó rất là dễ thương á. Cái này thì hoa đẹp nhưng mà nó khó nuôi á. Nó một đặc điểm nữa là những cái cây này của mình là mình người ta đã ghép như là khoảng 7 8 năm cả chục năm rồi đó. Nhưng mà nó khó nuôi, nó hay bị bệnh nấm hồng đồ lắm. Vậy nuôi cái này nó hơi cực á. Chúng ta chỉ nuôi cái mặt bông thôi, còn cái này thì mà thấy mà ghép vào những cái cây lớn á, thì ít ai làm lắm. Tại nuôi lâu thì nó sẽ bị bỏ nhánh nè. Chúng ta nuôi cây nhỏ nhỏ thôi để mà xem mặt hoa đồ ha. Chứ mà thấy cây lớn thì không ai, mình không thấy ai làm đâu ha. Có thể là làm lâu năm nó bị bỏ nhánh đâu, người ta nản ha. Người ta nản, người ta ghép những cái giống khác, như chuyển sang giống Phú Tân đâu không chừng ha. Giống Phú Tân là nó kháng bệnh tốt, nuôi lâu không bị bỏ nhánh đâu. Những cái giống mới mới sau này, giống Phú Tân nè. Giống Phú Tân thì cái cọng nó giống nhách nè, chứ không mập lù như nhật như cọng này đâu. Cọng này mập thù lù à, da nó mỡn. Còn Phú Tân thì nó ốm 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 tơ ốm teo à, nhưng mà nó mạnh, cực kỳ mạnh luôn ha. Được này thì mất kia. Đó, bung ra hay chưa. Đây là giáo Tân Châu à. Bầu bầu á. Nó nở ra nó tới khi nó tàn nó cũng còn bầu bầu đây. Khi nó tàn rồi nè, này nở ngày hôm qua. Này, đụng như cái nó tàn mất tiêu rồi, vẫn còn bầu bầu nữa ha. Năm cánh của nó cũng đẹp á, đẹp hơn nó cũng dũm á, nhìn cũng đẹp lắm. Phải năm cánh xấu á. Đây nó nở rồi, ngày nó mới tàn rồi nè. Vẫn còn bầu á. Ngày một à. Nở vẫn còn bầu nè. Đã chưa? À, còn đây là cái giống giả phú quý nè ha. Giả phú quý nè. Cây này thì mình có sự xịt thuốc xử lý chống rụng cánh hoa ha. Mới xịt hạt tối nè. Này nó sẽ tươi lâu rồi ha. Nó búp búp thế này nhìn thấy dễ thương lắm. Chút sáng sớm mà nó nhú ra nhìn thấy nó cũng đã nữa nè. Nhìn đã lắm, búp 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 không à. Nguyên cây thấy búp rụp à. Thấy mê ly luôn á. Phú quý à. Phú quý. Này, nó như thế này thôi nè. Đây nó búp búp như thế này nguyên cây à. Chúm chím thế này nhìn đã lắm. Như thế này nó rụng luôn rồi ha. Nó như thế này nó rụng luôn à, chứ nó không có xòe ra như những cái giống khác. Vì nó cũng có nét riêng của nó ha. Đây là phú quý đây. Là giả phú quý à. Đã chưa? Cũng chùm chùm không ha. Quý, búp búp thế này nè, nhìn đã lắm. Đó. Đó, thấy chưa? Rất là thơm luôn ha. Búp búp thế này nè. Đó. Mê ly nha. Hoa mai, hoa mai. Búp búp à. Phú quý này giống của Cần Thơ á, của cái chú tên Quý á. Sao mà chú tìm ra được cái nhân giống trồng hộp, biết sao lai tạo ra sao được cái giống này á. Cái giống này thì chúng ta nuôi già cây á, già cây và kết hợp với bấm chặn ngọn này thì nó mới ra hoa nhiều á. Chứ mà chúng ta để thả là nó chỉ có ra đọt không à, nó không có ra hoa được ha.
Nên chúng ta để thả theo kiểu tự nhiên á. Thì giống này tại vì lực sóng nó quá mạnh đi, giống này nó mạnh dữ lắm, mạnh nè. Mai Phú Quý nè. Giống này sức sống nó mạnh dữ lắm, mạnh cực kỳ mạnh luôn, nó không có sâu bệnh gì hết á. Không có nấm hồng, nấm huyết gì hết ha. Khỏe dữ lắm, khỏe. Đây có thể giống mai rừng, mai núi gì đây. Giống như là giống như chung dòng với vỏ bánh tre, vỏ bánh tre thì hoa nó bẹt ra hơn. Lá thì nó giống giống nhau, nhưng mà cái hoa bẻ bánh tre thì nó bự, nó bẹt ra. Còn thằng này thì dũng Parabon á. Là Phú Quý. À, sẵn bên đây có Phú Yên nó nở nè. Phú Yên thì cái giống này là từ cái cây mai Phú Yên thôi ha. Đây là cái cây mai rừng, cây mai trồng hộp anh ha. Thấy hoa đẹp thì ghép ra thôi chứ không có gì hết trơn á. Cái này thì hoa nó giống như mai giảo bình thường thôi ha. Nhiều cánh, cánh khích. Màu đậm, sức sống mạnh á. Thì thấy vậy thì ghép ra thôi. Thì cũng không biết đặt tên gì á. Đặt tên thì nhớ cây mai mẹ nó là cây mai út công công quẹo quẹo của Phú Yên á, thì nhớ vậy thì đặt tên vậy thôi. Để phân biệt những giống khác. Đây, cây này nó mới ghép như chưa được năm á, mà hoa nè, quá trời luôn nè. Mai mini mà bông đặc hết trơn á. Cái này nếu mà chúng ta xử lý thuốc chống rụng cánh hoa một cái nữa là nó đặc kín nguyên cây luôn nè. Cái này khi mà nó ra đọt, cái này chúng ta để đọt ha. Cây nó khỏe lắm. Đã chưa? Còn đây là những cái cây Phú Tân á, Phú Tân mới ghép năm là hoa ra khủng khiếp chưa. Mới đầu hết nút đủ không có đậu trơn á. Hoa tròn vo nhìn đẹp lắm. Đã lắm. Phú Tân à. À, Phú Tân cánh nó tròn nhìn nó dễ thương lắm á, giống như đọc kiểu đồng tiền á. Hồi lúc mà nuôi nút nụ không thấy đâu hết trơn á, nhưng mà trổ hoa ra thì đặt hết trơn à. Này còn này là giống vỏ Thu Đức á. Đức thì bông truyền thống mà nào giờ rồi. Này nở 3 ngày á, ngày thứ 3 rồi đó. Vỏ Thu Đức kìa. Cánh hoa vẫn còn rất là chắc ha. Nở 3 ngày rồi đó. Thu Đức thì nói chung là nè, giống truyền thống nào giờ nó đẹp mà nào giờ rồi ha. Có này giống này giống kia đâu. Vô đây là vỏ Bình Định đây. Này cây này mới ghép có 6-7 tháng ha. Bông nùi nùi luôn nè. À, đây là những hàng cây giống ở vườn bán á. Vườn bán thì có Thủ Đức nè, Phú Tân nè, Phú Yên nè, Phú Quý ha, Giảo Tân Châu, Cúc Đọt Đỏ nè. À, mỗi loại là 150.000 cặp ha. À, có là Phú Quý nè, Phú Yên nè, Giảo Tân Châu nè, Thủ Đức nè, Phú Tân nè, Cúc Đọt Đỏ. À, có nhiều loại, 5-6 loại gì đó. Ở vườn thì tới mấy chục giống nữa, nhưng mà mình làm để mà bán hàng cây giống cho anh em. Cứ cặp 150.000 để cho anh em về lấy giống nè, có giống này giống kia chơi cho nó vui. Đây là cây Phú Yên nè ha, hoa rất là đẹp á. Bông cũng đặc lừ hết trơn. Giống này nó mạnh dữ lắm, mạnh á. Thích hợp ghép vào mai già, mai suy rồi. Rồi chúng ta xem lại cây Phú Quý nha. Phú Quý này cái cuốn bông nó dài thòn à. Chím chím dễ thương á. Đây thì vườn mình thì ở Chợ Lách Bến Tre, anh em tìm cái từ khóa là bonsai Huỳnh Long á, ở trên Google mình có đánh dấu trên đó ha, trên bản đồ á, bản đồ Google Map ha. Có rảnh anh em ghé vườn chơi ha. Sưu tập giống này giống kia, giống này giống kia về để mình chơi, giao lưu chia sẻ với anh em nè ha. Phú Quý Giảo Tân Châu á,
Đây mấy cái mặt bông này như là gần như là nó bị mất nha, mất giống á. Mấy năm nay mình mới kiếm lại được. Rồi, xin chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Dài dài mấy cái phú quý trước nó nở đặc lừ ở đây. Phú quý nở nhìn thấy dễ thương lắm á. Mấy cái mô giống khác không có. Nó chúm chím nó búp búp thế này nè. Mấy giống khác không có ha. Từ khi nở tới khi tàn luôn á, nên nó vậy á. Đó là cái giống nó vậy ha. Đó. Nhìn thấy đã gì đâu ha. Đó.